qua nè, thấy chưa? Trời đất cơ, cái trái này trái gì vậy? Còn chút xíu sao ăn. Ông Tư. Mày ăn ngủ qua của mày kìa. Ông Tư ơi, cái khổ qua của mình á là truyền thống, người ta hay ăn cái món đó. Đúng rồi. Còn cái khổ qua của ông Nhí á là khổ qua chim ỉa, khổ qua rừng. Ừ. Ăn được không? Ông Nhí ơi. Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Ủa, đâu mất tiêu rồi? Ông Nhí ơi. Trời đất cơ, cái ông này đi đâu nữa rồi? Ta nói có ngày nha, có ngày ăn trộm nó vô nó bắt hết cá, lúc đó đừng có khóc. Ông Nhí đâu rồi con? Ông Nhí đi đâu rồi? Đi đâu? Không biết hả? Mày ở nhà với ổng mà mày không biết thì ai biết? Ổng đâu rồi? Trời đất cơ, hôm nay đi qua nhà ông Nhí kiếm mớ cá vạc. Đây đây, quá trời quá đất. Chu cha, quá trời quá đất. Cá đẹp quá trời đẹp mà bỏ ra rìa, thấy không? Nhiều cá quá, người cần thì không có để mà xài, mà người có nhiều thì bỏ bê, thấy không? Cá đẹp quá trời đẹp mà ông bỏ bê nè. Này cả trăm con á. Quá trời nhiều cá. Đây. Sao mày đi theo tao làm chi? Ai mượn mày đi theo tao làm chi? Đi ngủ đi. Mấy cái dòng này chắc là mấy cái dòng multicolo nè, mà nó chưa lột màu nè. Còn ở đây là mấy con danh khổng lồ nè. Ủa, mày làm gì đó thằng này? Đâu có làm gì đâu. Mày vớt cá tao phải không? Đâu có vớt cá ông đâu. Mày vớt cá tao mà tính mày đem về nhà mày nè, con nhột nói nè. Con nhột nói hả? Ừ. Sao nó nói được? Sao không được? Trời đất cơ, tôi là tôi thấy mấy con cá ở đây đẹp quá, màu sắc sặc sỡ. Mặc dù nó còn nhỏ chút xíu, nhưng mà ông bỏ bê gì uổng quá. Sao không chịu đem vô nhà lên keo cho nó đẹp? Ai nói mày tao bỏ bê? Phải không? Cái này là mấy cái con ghen nó ẩn đó. À, tao thả nó ra đây để cho nó tự nhiên nè. Ghen nó ẩn là sao? Là mấy cái con nó lột chậm á. Thì thường trong bầy nó có con lột chậm, con lột yếu, con lột nhanh. Ừ. Đó, có con nó tới 4 tháng nó mới đậm. Đúng rồi. Nhưng mà cá mày đem vô bán nó phải đậm đầy đủ màu mới bán được chứ. Đúng rồi. Con này là nó nằm đây thôi. Còn ở đây, đây, tôi thấy con này đẹp nè. Đó, đó, cái con màu xanh xanh đó. Đó, đó mày thấy cái con đó biết sao nó đậm dữ vậy không? Tại sao? Là nó quá già. Già quá cũng không được. Ừ. Mà non quá cũng không được. Đúng rồi. Sao nó cực vậy? Sao nuôi cá mà. Có mấy con này đẹp nè. Đây 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 đây, nó đây nó đây nó đây. Ồ, cá mái hả? Con đó cá mái đó. Cá mái hả? Con đó cá mái mà mày biết tại sao nó ra đây nó nằm không? Tại sao? Tao đưa nó ra đây là vì tao tách nó. Tại vì nó ở chung trong cái hồ cũ á, mấy cái con kia anh em nó nhỏ nhìn nó dành ăn, tao không cho tao ăn. Đúng rồi. Đó, tao phải đưa ra đây. Rồi. Đó cho nên cái lũ cái mấy cái con này là nó tổng hợp. Ừ. Ừ, nó có con này con kia tùm lum hết à. Chứ không phải cá vạc hả? Đâu có cá vạc. À. Hey, ông Nhí ơi, ở trong nhà ông còn trà bông không? Chi? Tôi hẹn ông Tư rồi, hôm nay trời mưa, dự báo thời tiết là chiều nay mưa dầm. Bởi vậy ông Tư ông kêu tôi qua kiếm ông Nhí lấy bịch trà bông hôm bữa ra. Ông Tư á, thì ông có khổ qua rồi. Anh em mình làm một cái món ăn buổi chiều, gỏi khổ qua trà bông. Ui, cái gỏi khổ qua mà ăn cái gì? Trời đất cơ, cái đó đâu phải gu của tao.
Với lại mày với thằng Tư thèm nó đâu liên quan tới cái bịch trà bông của tao. Tao còn có bịch để tan cháo thôi. Thì cho tao mượn bịch trà bông đi, bữa nào mua trả cho. Thôi mày rảnh không, mày ra tập quá mày mua thiếu gì. Trời đất ơi, tôi nói ông nghe nè, cái món này ngon lắm, cái món này hấp dẫn lắm. Gỏi trà bông khổ qua ăn kèm với nhau, trời đất ơi nó ngon lắm. Ui cái món đó tao đâu có khoái. Ông ăn thử chưa? Tất nhiên là chưa. Ông chưa ăn thử cho nên là ông không biết cái món này nó hấp dẫn lắm. Hấp dẫn cái gì, tao thấy tao không khoái làm sao tao ăn được. Ông nhớ nha, chút xíu nữa tôi với ông Tư ăn, ông đừng có xin. Tao đâu có thích đâu xin. Nhớ nha. Ừ. Đi ơi. Vô đi, vô đi. Bữa nào đó vô đi. Ê, có trà bông chưa? Chưa. Ông Nhí, ông không có hồn. Đây, ông thấy chưa? Khổ qua cắt mỏng ra, bây giờ có một bịch trà bông á, đổ lên trên mặt, lấy đôi đũa gắp ăn kèm, uống bia, nó ngon lắm. Sai, sai, mày sai rồi. Cái ổ qua này á, mày muốn ngon á, là mày phải xào thịt bò, củ hành, gia vị này kia xào, xào lên nó mới ngon. Cái món đó là xưa rồi. Đúng rồi. Còn cái món này tôi biết, tôi rành, tôi đi ăn nhà hàng nhiều tôi biết. Cái món này nó đơn giản, nó chỉ cần có khổ qua bào ra, dục trà bông lên, ăn kèm là nó ngon. Đúng rồi. Đó. Theo tao là nó không ngon đâu, mày ăn vậy nó đắng lắm. Vậy để tôi ăn cho, mượn bịch trà bông đi. Ừ. Thằng này nãy giờ tao nói mày 8 lần rồi mày vẫn mượn nè. Đi ra tập quá mua. Hai thằng mình thèm thì đi ra mua ăn. Ông Tư, giờ chịu khó chạy ra tập quá đi, mua bịch trà bông về mình ăn, ông Nhí ông thèm mình không cho. Nhớ nha. Nhớ nha. Đương nhiên rồi. Chút xíu đừng có xin nha. Ừ. Rồi, ông Tư đi mua đi. Cất cái này vô tủ lạnh cho Nhí cho nó lạnh đi. Phải không? Rồi ok. Đúng rồi, đúng rồi. Trà bông, trà bông. Rồi. Ông Nhí ơi. Bây giờ ông rảnh không? Chi? Ông đi vô ông lụm giùm tôi hai cái chén, hai đôi đũa với một chén nước tương. Ừ. Được không? Được, được. Rồi. Sao mấy cái thằng này mày ăn uống gì kỳ á? Đâu có kỳ. Để chút tôi ăn cho ông coi. Ngon lắm. Hả? Ê mà tao thấy cũng hấp dẫn đó mày. Hấp dẫn chứ bộ. Bây giờ ông Tư mở trà bông ra, bỏ lên trên mặt. Nói chung cái món này tùy người nha. Có người á là người ta thích ăn nước đá. Nhưng mà mình á là mình phải ăn dày. Tại sao? Ăn dày á trà bông mình bỏ lên mặt nó khô, không bị ướt. Nó không bị ướt trà bông. Rồi, đổ lên. Đổ nhiều không? Thấy không? Thấy không? À. Hấp dẫn không? Rồi. Nè. Này của tao. Cái vụ gì? Chén mày, chén tao, chén Tư nè. Ông đem dẹp cái chén của ông đi. Không ai mượn. Hai chén, hai đôi đũa là được rồi. Hai người ăn mà đem ba cái chén ra làm chi? Ừ. Rồi phần tao đâu? Ông ngồi ông chơi đi. Cái món này có gì đâu ngon. Nãy ông nói không ngon, không ăn mà. Ừ. Rồi ngồi xuống. Ngồi chơi thì được, chứ mà xin là không cho nha. Tại sao? Chính miệng ông nói cái món này á không có ăn được. Thì bây giờ để tôi và ông Tư ăn thử cho ông coi. Ngồi ghế. Chạy được miếng luôn á. Hấp dẫn mà. Nè. Thơm ghê á. Thử không Tư? Cái này đó, có gì đâu. Giòn không? Giòn ha. Được không? Cực kỳ luôn á. Cảm nhận như thế nào? Nó có đắng không? Hôm qua nó lạnh á, tại nãy tôi bỏ tủ lạnh sẵn á. Nó vừa lạnh, nhai vô á, cái nó giòn. Với cái trà bông này nó không có mặn, nó vừa miệng lắm. Cảm giác nó đã lắm, đã cái miệng lắm. Phải không? Thử nha, để tôi thử coi. Không có đắng miếng nào luôn. Rồi, thử cái coi. Chù chà hấp dẫn dữ á. Không phải ăn nhiều, trà bông vô. Ừ. Mới đã. Rồi. Thử đi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nha. Cái món này lâu lắm rồi, mình mới ăn lại nè. Đó. Mình nhìn vô á, mình sợ nó đắng. Nhưng mà thật sự nó không đắng. Khổ qua mà nó như thế này là không đắng. Trừ khi là mình luộc chưa tới lửa này kia nó mới đắng thôi. Đó, kẹp vô.
nhiều nhiều qua luôn rồi vẫn không đắng. Kẹp vô. Đó, kẹp vô. Rồi. Về thôi là bỏ vô họng ăn nha ông nhỉ. Ăn đi. Hấp dẫn ha. Ngon. Nếu cho tôi lon bia cái này phải có lon bia mới đã. Có bia không? Để không. Mày ăn sướng miệng mày kêu tôi đưa bia mày. Ê mà mày không thấy nó đắng luôn hả? Không ngon. Không. Đây làm lợn cái cho ông nhí coi tin nè. Nãy giờ ông chưa tin đúng không? Tại ông á là ông chưa có thử. Cho nên ông nhìn vô ông thấy không phái nữa đúng rồi. Đó, khỏi chấm gì hết vừa ăn. Đây. Vô, 1, 2, 3 vô. Thêm mũ qua luôn à. Mày là thử miếng mày. Tao thử miếng đi. Thôi. Ông Tư, em dẹp vô nhà đi. Mày cắt thằng này. Ờ. Ê. Không đắng. Ngon quá. Ngồi xuống. Bây giờ tôi sẽ cho ông thấy khi mà tôi ăn trà bông khổ qua chấm với nước tương nó như thế nào nè. Đó. Hồi nãy tôi sợ đắng, tôi ăn ít. Bây giờ tôi hết sợ rồi, tôi ăn nhiều cho ông coi. Gấp nhiều không sao đó. Quyên một cục khổ qua. Gấp nhiều nha. Khổ qua nè. Trà bông nè, kẹp vô nè. Đó. Từ từ nó nhiều quá. Ít thôi. Nó phải vừa thôi. Đó. Rồi chấm nước tương. Bắt đầu nè, bỏ vô họng nè. Mày ăn đi mày làm tao thèm mày. Ai ăn mặn là chấm nước tương vừa. Để tôi thử một miếng ổ qua không chấm nước tương nó đắng không khỏi ăn trà bông. Thử lên. Ngon quá. Vỗ tay. Vỗ tay. Mày nghe mày sáng mày cái vậy. Nè tôi ăn ổ qua không chấm nước tương nó khác cái gì. Hồi nãy tôi nói ông rồi. Ông chỉ việc hùng một xíu trà bông thôi là ông sẽ được thưởng thức cái món này cùng với anh em tôi. Mà ông không nghe. Ông nói là món này ăn không được. Cái gì đâu mà khổ qua là phải xào thịt bò à. Mấy cái kiểu đó là xưa rồi. Bây giờ là người ta ăn vậy nè ông Tư. Mời. À, không cần mua cái gì hết. Mình không cần phô trương cái gì hết. Cứ vậy thôi là lụm. Nhưng mà tôi ăn khổ qua không á thì chấm nước tương nó lại đắng ghê luôn á. Phải không? Thử coi, thử coi. Đắng. Nè khổ qua nè chấm nước tương nha. Đắng. Không có trà bông mới đắng. Không có trà bông mới đắng. Đúng rồi. Cái này mày phải kẹp trà bông nhiều vô. Kẹp nguyên một cục bự luôn mày quạt nó vô mà ngậm nó mới đã. Thì chén là đâu rồi? Cất rồi. Ông Nhí muốn thử không? Bây giờ tôi hỏi ông Nhí có muốn thử không? Muốn thử. Muốn thử đúng không? Ừ. Giờ ông đi ra chợ á, ông mua hai trái khổ qua về ông cắt ra. Xong rồi ông lấy bịch trà bông của ông á, ông bỏ vô ông ăn, nó ngon lắm. Lúc đó ông sẽ biết nó ngon như thế nào. Còn cái này á, thôi nghỉ đi, không có cho được. Nhiều đây là hai anh em mình ăn không đủ á. Mày lưỡng tao, thằng quỷ này. Tưởng là mày kêu thử cái món của mày. Đi mua khổ qua đi. Khổ qua tao không cần đi mua tao vẫn có mày. Cái gì ghê vậy? Sao? Mà cái ổ qua của tao nó đặc biệt hơn cái ổ qua của mày vậy đó cho mày biết. Thôi kệ ông đi mệt cũng quá. Muốn làm gì cũng làm đi. Nó dốc thì ông làm gì có. Ông Nhí ơi, đi đâu hả? Hái ổ qua nè, thấy chưa? Trời đất cơ, cái trái này trái gì vậy? Trời chút xíu sao ăn. Ông Tư. Mày
Mày ăn hủ qua của mày kìa. Ông Tư ơi, cái khổ qua của mình á là truyền thống, người ta hay ăn cái món đó. Đúng rồi. Còn cái khổ qua của ông Nhí á là khổ qua chim ỉa, khổ qua rừng. Ừ. Ăn được không? Cái khổ qua này khổ qua làm thuốc. Đúng rồi. Phơi khô người ta nấu nước ta uống á. Cái khổ qua này nó đắng lắm. Ông nội ơi, chu cha, ông Nhí cho tôi thử miếng được không? Đâu có được. Em Nhí cho tôi trái này, vẽ cho tôi trái này đi. Ông Tư, cái này mà kẹp chà bông ăn cũng tới lắm á nha. Chưa có thử luôn á. À, thôi kệ ông đi. Ông chơi cây nhà lá vườn. Trái cái chút xíu rồi. Trái ẩu hoa nó chút xíu à. Ẩu hoa rừng rồi mày. Chu cha, khổ hoa rừng. Kẹp chà bông không biết là ăn như thế nào. Thử ra, đi. Cái gì vậy? Hai thằng bay tích lãng hả? Ủa tụi bay trong kia kìa. Rồi. Cái này không có phần của tụi bay đâu. Rồi, ok. Ừ. Chú cha bài bản dữ vậy. Tôi nhìn ổng sao thấy cực khổ quá ha. Đi ra chợ mua mẹ nó ổ qua nè, về ăn. Cái cây nó mới lớn chút xíu mà cũng không tha nó nữa. Đâu ông ăn thử tôi coi coi ngon không. Ngon sao ngon, mày ổ qua thiên nhiên mà. Có móc một hộp không? Móc chứ. Cái này mới thấy nha anh em. Hồi xưa giờ là anh em mình ăn vậy à, chứ không khi nào mà lấy ổ qua rừng ăn hết á. Ổ qua rừng mà còn ăn với chả bông nữa. Tao là chơi đồ thiên nhiên không, đồ tự nhiên không có tốn gì hết, vẫn có. Thử nó lên luôn. Nhưng mà tôi nói ông nghe, chờ nó lớn chút xíu. Nó mới chút ác à, mới đẻ ra, ông lấy ông ăn rồi. Không phải đâu. Đâu có. Hai thằng bay không biết. Cái ổ qua này nó không bao giờ lớn. Phải không? Nó chỉ chút chét vậy thôi à. Đó, là nó sẽ chín, nó rụng luôn. À, đó. Rồi hiểu. Chứ nó không có bự. Đúng rồi, có trái này sắp chín rồi nè. Vàng khè nè. Ngon quá. Em không biết thôi. À. Ê, cho tao miếng chà bông đây. Cái bịch chà bông ông đâu? Ừ. Lấy ra ăn đi. Mày làm cái kẹo vừa phải không mày? Trời đất ơi, trà bông có chút xíu à mà bỏ vô cái hũ miễn. Kỹ quá vậy. Rồi ăn sao? Thử coi nó ngon không? Diễn tả thử coi. Bậy ơi, bậy ơi, ít quá, ít trà bông quá. Con làm gì ăn bánh mì. Rồi. Thử coi. Hấp dẫn hơn cái này luôn á. Chấm nước tương hả? Chù cha, cảm nhận. đắng nè. Ngon dở. Ngon lắm. Nó không phải lạt nhắt nha. Ừ. Nó có gì đó nhẫn nhẹ nhẹ. Cái này không có nha. Rồi sao nữa? Làm miếng nữa. Quá ngon. Chù cha thử coi. Khổ qua nó có ngọt không? Ừ? Khổ qua có ngọt không? Cái khổ qua này không ngọt. Nhưng mẹ ăn chút xíu nó khoảng 3 phút rồi. Nó ngọt ở trong cuốn hồng mày. Gì ghê vậy cha? Ừ. Vậy ta. Đâu thử coi. Ừ. Không, thử đi. Thử không Tư? Rồi ăn đi, ăn đi. Trộn lên. Cái gì vậy? Mày ăn tao thử, mày thử miếng mày mà hết rồi. Đây nè, đó mày ăn trái, thằng này ăn trái đó. Rồi thử ha. Ừ. Thử đi. Nó khác lắm. Nó khác hả? Ừ. Chứ sao giống được, này là khổ qua rừng. Còn cái này khổ qua chợ. Sao giống được? Đâu giống được. Sao? Đắng. Nó đắng bả diễn nhẹ mà. Từ chả. Chả. Đâu có mày ăn rồi mà. Đâu có, tôi chả, tôi lấy không. Miếng non. Nhưng mong thử, ăn thử cho biết. Nó, mày ăn thử đi. Không. Vừa nhai vô là nó nghe cái mùi đắng lắm, cái mùi mà nó
mát đắng lắm. Cái mùi mà rừng á. Ừ, nhưng mà không có sợ nhai mà thiệt á thì nó không đắng kỳ lắm. Thử ha, nhai mạnh ha. Ừ, nhai mạnh nè. Mạnh vô không đắng gì á. Rồi. Không đắng cường hả? Thấy không? Nó có cái mùi nhưng mà nó không có đắng. Mùi thôi. Nghe cái mùi nó. Mày biết ăn à? Cắt đi, mày biết ăn. Ông biết sao không? Cái khổ qua này á, nó nặng cái mùi quá. Ừ, nó nghe mùi không à. Nó không có đắng mà mùi nó nồng quá. Nó nồng cái mùi khổ qua quá. Ông nhí ăn thử này coi. Ừ. Nó dễ ăn lắm. Chứ sao mày, mày thử tao, tao phải thử mày chứ. Trời đất ơi, vậy mỏng nó ngon. Ông xào mình á. Ừ, ông xào đi, ông ăn chung với mình nè. Ông ăn thử này coi. Vừa thôi mới cảm nhận được chứ. Bự quá nha ông nội á. Chừng nó mặn nè. Cái này là dễ ăn nhất. Ừ. Khổ quá rừng ăn sao được. Ừ. Khó chịu quá. Ừ. Ừ. Không. Ăn cái này á khỏi cần uống nước. Cũng có nước sẵn luôn. Cái này thì nó giòn hơn. Giòn hơn. Chả không nghĩ trái này. Đắng quá. Nó làm mình ăn lại cái này nó mất đã ngon, nó mất ngon luôn á. Nó đã, cái này ngon nè. Ừ. Ăn cái này nhợn quá. Cái vỏ nó dai nhát à. Cái vỏ nha mà ăn trúng cái hộp đó trong nữa. Cái ruột nó nhiều quá. Giờ tao rải hộp ra. Ừ. Rải hộp rồi bỏ. Đúng rồi. Mà tao phải ăn hộp luôn à. Thôi tôi không ăn đó đâu, tôi ăn này. Nè, hết dĩa luôn rồi nè. Ừ. Ngon quá. Cái này nó là ổ qua rừng. Ổ qua rừng nó khác với ổ qua đèo nha. Ừ. Đây ừ. Hồi nãy tôi làm 4 trái á. 4 trái gần nửa ký mà quất sạch luôn á. Ăn là tốt nè. Mát lắm. Cái này ngoài ăn ra người ta còn phơi khô á. Người ta uống uống trà vậy. Ừ. Mát lắm, thanh nhiệt á. Rồi. Ông Nhí thử đi. Đây là lần đầu tiên ông Nhí ông ăn cái món này. Thì bây giờ nghe ổng cảm nhận nè. Nó như thế nào? Nó lạ lạ. Ủ qua này nó đắng mà cái kiểu như là nó lợ 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 mà nó thêm cái ngọt 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 của trà bông vô đó. Đúng rồi. Nó thơm. Ừ. Cho nên mình ăn thấy nó lạ lạ miệng. Anh em nên thử nha. Ừ. Anh em nào á mà thấy cái món này mà không khoái á, mình nghĩ là anh em nên thử. Nó đặc biệt, nó ngon. Nó dễ làm nữa. Mua trái khổ qua rửa sạch bào ra, mua trà bông vụt lên ăn. Mà nó cũng là một món nha. Một món trong thực đơn á. Cái này mày uống bia bén lắm á. Ừ. Uống bia được lắm á. Ừ. Ngon quá. Mày mốt đám cưới tôi á, tôi đãi món này không. Không. Vô ăn xong luộc chết luôn á. Ăn nãy giờ nó không thấy no. Khai vị. Ừ. Làm khai vị được á. Ha. Nãy giờ ăn gần hết dĩa ổ qua trà bông luôn mà cái bụng nó cào cào y vẫn còn nói bụng. Ủa. Trời đất trời nó xuống. Ê, ăn không nó ngon hơn chấm nước tương mày. Ăn không nó ngon hơn, chấm nước tương là sai nha. Đúng rồi. Ừ. Chấm nước tương là sai. Nó chỉ cần kết hợp cái vị khổ qua với trà bông thôi là nó ngon á. Đúng rồi. Thêm cái vị khác vô lại dở liền. Đó, hôm nay là ông Tư ông mang tới cho anh em mình một cái món dân dã của những ông nhậu. Đúng rồi. Đó là món khổ qua trà bông. Cái này người ta gọi là gỏi nhưng thật sự là không có làm gì nhiều hết á. Ừ. Bào ra là ăn. Ngon quá. Tuyệt vời. Quá ngon luôn á.